Làm thế nào để phát triển được công việc yoga, kể cả bạn đang ở các khu vực ở nông thôn, thậm chí làm thế nào để bạn có thể mở được lớp học yoga của mình ngay khi bạn đang trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga. Vậy thì trong ngày hôm nay cùng với Kiba phỏng vấn một cô giáo huấn luyện viên rất là năng động, rất là trẻ trung và phát triển công việc rất là tuyệt vời tại Cửa Tùng, Quảng Trị. Và ngay bây giờ thì Kiba đang có mặt tại Thái Lan trong giải thi đấu, tại giải thi đấu yoga đấu trường Thái Lan, và muốn phỏng vấn huấn luyện viên Hồng Nhung và để xem câu chuyện Hồng Nhung phát triển như thế nào, và biết đâu đó câu chuyện này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình phát triển công việc yoga của mình một cách tốt hơn. Xin chào Hồng Nhung. Hồng Nhung xin chào thầy Đại Kim Ba và Hồng Nhung xin chào tất cả các khán giả. Hôm nay cũng là rất vui và vinh dự là Hồng Nhung được gặp người thầy của mình. Đã là Hồng Nhung vừa tốt nghiệp xong khóa huấn luyện viên yoga 200 giờ của thầy Đặng Kim Ba, và cũng là Hồng Nhung rất vui vì cái sự thành công mà Hồng Nhung đã học được từ thầy. Và trong năm tháng gần đây, Hồng Nhung đã có một số lượng học viên nhất định, đó là 60 học viên và một học viên trị liệu và một ca học viên là dạy kèm PT tại nhà. Thế thì nếu mà nhiều như vậy thì gần như là hòa vốn khóa huấn luyện viên rồi đúng không? Thưa rồi. Thế là lãi thêm cả chuyến đi Thái Lan này luôn. Vâng, và hôm nay cũng là rất vui, là một dịp là để Hồng Nhung được mở rộng thêm cái tâm nhìn và cái học hỏi nhiều hơn, và cũng là rất là may là được tham dự cuộc thi đấu yoga tại Thái Lan, và là một dịp để Hồng Nhung được học hỏi thêm và cũng là được gặp gỡ thầy trực tiếp. Lần đầu tiên là Hồng Nhung được gặp. Hôm nay gặp lần đầu tiên. Vâng, lần đầu tiên. Thế thì cái câu chuyện này, rất nhiều bạn là khi học khóa đào tạo huấn luyện viên là chúng ta rất là lo lắng là làm kiến thức, nào là chuyên môn, và các bạn thường có một tâm lý là mình học xong rồi mình mới làm tốt ấy, sau đó mình mới mở phòng. Thế thì bây giờ Hồng Nhung là hơi liều một tí, là đang học khóa đào tạo huấn luyện viên mà mình đã tuyển sinh rồi. Vâng. Thì điều gì khiến cho mình có thể tự tin để ra quyết định được như vậy? Thực sự lúc bắt đầu vào học khóa này thì Hồng Nhung cũng không biết được là mình học xong mình còn làm được hay không. Thực sự lúc đấy Hồng Nhung cũng rất hoang mang. Nhưng ngay buổi học đầu tiên thấy thầy hướng dẫn và có những cái đường mở ra và có những cái lối mở, và Hồng Nhung cảm thấy Hồng Nhung rất yên tâm về khóa học này, và Hồng Nhung cũng đã thực hiện những gì buổi học ngày đầu tiên. Và ngay cái buổi học ngày đầu tiên, Hồng Nhung đã cảm nhận được là Hồng Nhung sẽ làm được, và Hồng Nhung đã thực hiện từng bước theo như thầy hướng dẫn và cũng đã thành công. Bởi vì Hồng Nhung cũng nghĩ là sau khi học xong khóa học thì Hồng Nhung cũng chỉ ao ước có khoảng 20 học viên thôi để Hồng Nhung được thực hành và được trải nghiệm và được mở rộng cái kiến thức và cái đam mê của mình. Nhưng mà cũng rất là bất ngờ là sau khi kết thúc khóa học thì trong khóa học thì thầy cũng đã hướng dẫn là mình cứ hành động và cứ tuyển sinh trong khóa thế học thì nhá. Bây giờ các bạn ấy cũng rất muốn hỏi là các bạn cũng muốn mở phòng như mình, cũng muốn học viên như mình, vậy thì mình làm thế nào để mình có được 60 học viên ngay trong khóa đào tạo viên, mình làm cách gì, cách để mình có được học viên ấy? Cái thứ nhất là Hồng Nhung cũng theo sự hướng dẫn của thầy là mình xây dựng hình ảnh, và xây dựng hình ảnh qua Facebook. Nghĩa là mình đăng bài Facebook. Đăng bài Facebook và cái sự lan tỏa của mình qua Facebook, cũng cộng thêm với cả là mình cũng có học hỏi những cái kỹ năng gọi là tự tin và thực hành nhiều. Đấy, mình được hướng dẫn của thầy là mình tự tin mình và làm video để thực hành nhiều. Thì trong quá trình thực hành nhiều thì Hồng Nhung cũng sẽ mạnh dạn hơn và tự tin hơn, và dễ xây dựng hình ảnh của mình ở Facebook và kết bạn nhiều bạn bè, và mình cũng tạo cho mình một cái phong cách và cũng một cái huấn luyện viên trong tương lai và năng lượng. Thì từ những cái hình ảnh của mình thì mọi người, nhiều người biết đến mình và mọi người cũng sẽ ủng hộ mình rất nhiều. Giống như là cái việc đi tham dự giải thi đấu này là cũng cách để quảng bá hình ảnh của mình, phải không nhỉ? Và đây là cũng là một trong những cái để Hồng Nhung được xây dựng hình ảnh, và cũng là một cái niềm tin đối với các học viên của Hồng Nhung dành cho Hồng Nhung. Và Hồng Nhung cũng rất vui và tự hào vì là cũng là người
trò của thầy và cũng đã bây giờ nhá. Phát huy được rồi, những... rồi. Thế bây giờ có một cái hỏi thêm. Thế thì trong khóa đào tạo viên thì học huấn viên thì nói như vậy thôi nhưng mà chắc chắn nó có nhiều khó khăn đúng không mọi người? Thế trong khóa đào tạo viên có cái gì được khó khăn nhất thì tham gia đi. Xem các bạn ấy biết trước để bạn còn né. Khó khăn nhất của Hồng Dung là cái lúc ban đầu Hồng học thì là cái kinh tế, cái trước tiên là cái kinh tế, là cái thời điểm này so với những cái thời điểm khác thì nó là bình thường, nhưng với cái thời điểm này thì Hồng Dung rất là khó khăn. Và trước khi quyết định đi học khóa học này thì thực sự là lúc đấy Hồng Dung cũng đang phải nỗ lực rất là nhiều thì mới có được cái khóa học này. Và trong quá trình học xong thì Hồng Dung cũng rất lo cái chuyện phòng tập, bởi vì là ở Hồng Dung là ở bãi tắm Cửa Tùng thì Hồng Dung cũng đang tận dụng ở cái bãi biển mùa hè đấy. Mà trong quá trình học thì mùa hè thì đang rất thuận lợi, nhưng Hồng Dung lại lo lắng đến những ngày trời mưa. Thì Hồng Dung cũng thêm một bước nỗ lực nữa, lại cũng là phải cố gắng để có được một cái phòng tập nhỏ nhỏ. Nói chung là cái vỉa hè bây giờ thêm mái nữa là thành phòng tập. Trong cái điều kiện có thể thì Hồng Dung bây giờ rất yên tâm về trời mưa gió, và cũng có phòng tập để cho những thời tiết không thuận lợi thì Hồng Dung lại cùng các học viên vào phòng tập. Còn mà trời thời tiết đẹp thì Hồng Dung lại tập được. Nhưng mà khó khăn nhất của mình là về mặt tài chính, về mặt địa điểm. Còn lại phần khác thuận lợi hết. Còn lại là được cái là Hồng Dung cũng rất thuận lợi về mọi mặt, về gia đình ủng hộ, gia đình ủng hộ và cái niềm đam mê của mình nữa. Và cộng thêm nữa là cô giáo ngày nào cũng múa ở bãi biển các bạn ạ. Cộng thêm là cái niềm đam mê, và cộng thêm nữa là Hồng Dung gặp được một người thầy mà đã cho Hồng Dung nhiều cái để học hỏi. Hình như là chương trình Thái Lan này cũng bị dụ dỗ, tớ dụ dỗ đi Thái Lan. Em cũng bị thầy dụ dỗ. Đấy, thế thì bây giờ nhá, trong thời gian tới thì Hồng Nhung có kế hoạch gì cho việc phát triển yoga tại Cửa Tùng, Quảng Trị? Có cái kế hoạch phát triển lớp học yoga của mình như thế nào? Hồng Nhung thì bây giờ là cũng rất muốn là xây dựng một mô hình yoga chuyên nghiệp ở miền Cửa Tùng, và để cho những người dân, bởi vì cái khó khăn của Hồng Nhung nữa, một cái khó khăn nữa đó là những người dân lao động ở Hồng Nhung thì cái thời gian không ổn định, và những cái tầng lớp cũng không ổn định, bởi vì giống như mùa hè thì các cô giáo viên rất muốn học mà học rất đông, và bây giờ vào năm học rồi thì các cô lại buổi sáng sớm thì còn phải bận trường nên cũng khó khăn, nên cũng có những số học viên cũng phải nghỉ vì công việc. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hồng Nhung lại thu hút thêm được những học viên mới liên tục thu hút. Thế thì cái nhóm học viên chính mà Hồng Nhung muốn phát triển tới là về làm đẹp hay là về trị liệu? Vừa làm đẹp nhưng vừa trị liệu. Nói chung là trị liệu xong cho nó khỏe xong rồi đẹp lên. Hồng Nhung cũng rất muốn là vừa là có một cái sân chơi để cho người dân ở đấy họ vừa là khỏe mạnh, vừa là rèn luyện, nhưng cũng có những cũng Hồng Nhung cũng muốn đi sâu vào những cái trị liệu để dành cho những người mà bệnh, bởi vì bản thân Hồng Nhung trước đây cũng là thoát vị địa đệm, và Hồng Nhung học và cũng tập luyện tập và cái sự cải thiện rất là tốt. Và bây giờ hiện tại Hồng Nhung đang trị liệu cho một bệnh nhân viêm khớp gối. Trước khi trị liệu thì làm nghĩa là mình sẽ hướng phát triển của mình ấy là về cả trị liệu làm đẹp. Thế bây giờ nếu mà mọi người ở Cửa Tùng hoặc là ở Quảng Trị muốn liên hệ với Hồng Nhung để đăng ký thì liên hệ qua đâu? Dạ, liên hệ qua số điện thoại và Facebook ạ. Facebook tên là gì? Tên là Hồng Nhung ạ. À, Facebook tên là Hồng Nhung thôi. Tôi sẽ để phần Facebook của Hồng Nhung ở ngay dưới phần mô tả để các bạn đăng ký tiện hơn, đúng không các bạn? Và rất là cảm ơn Hồng Nhung với chia sẻ vừa rồi trong hành trình phát triển công việc yoga của mình. Tất nhiên thì phát triển thì cũng sẽ có khó khăn, có thuận lợi. Nhưng cơ bản các bạn có cái năng lượng, các bạn có khát khao, các bạn có động lực thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Và khi ba Hồng Nhung đã có mặt tại Thái Lan, và chúc Hồng Nhung tiếp tục phát triển công việc của mình. Và video này được quay trước giải thi đấu nên là có thể phần cuối sẽ là tấm huy chương. Các bạn hãy xem hết phần tiếp theo nhé. Và cảm ơn Hồng Nhung rất là nhiều. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người.